mày chưa có tụi mày hiểu không? Mày cũng nâu lắm. Toby, Toby, vào lấy phốt đi em, vào lấy phốt lấy đạn rồi đi. Đủ quá, ra sẵn một đây luôn mà. Gì vậy? Mày làm cặt gì vậy? Mày lấy xe mày tông vô, chấm hỏi. Làm trò vậy cũng chó. Mẹ mày. Còn chút nó nói á, thì mình xài tâm là cái... Mày làm lấy PD, mày tông rồi, mày tông cướp kìa. Mày tông kìa, con đỉ mẹ mày tông. 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 Cướp thằng cướp đi anh em. Bộ má thích là vừa là đứng ngay đây chơi luôn. Khánh mày đứng đây mày đợi tao, đứng đây đợi tao, đứng ngay đây. Tôi bị cái đá rồi. Đây đợi tao 30 giây. Kéo vô lẹ kéo. Lộn mẹ, tao đang quay bên đi cam ở ngoài này, tụi mày kêu tôi vô thì cũng vậy. Mày hay lắm. Chí lẹ chứ ơi, tao đang qua đây. Mất chiếc xe cái. Rồi. Anh em. Đâu nó đâu? Thành cấp chưa? Khánh, đi Khánh. Lấy xe, cái thằng lâu Khánh. Nó cầm tao rồi, từ từ tao đem mini cam. Ôi, tụi mày có quyền lâu gì ta về? Khi nào nó là nó cầm. Chấm hỏi, tụi mày có quyền lâu gì ta về? Nó đâu tao về, tao đang đứng nó cầm tao, chấm hỏi. Chấm hỏi, tụi mày có quyền lâu gì cộng? Cúp thà. Cái lâu mẹ, bây giờ lực. Bây giờ chơi lực là chơi lực đủ mấy tiền đâu mà tụi mày có quyền lâu gì đi cộng người ta bỏ xe. Lấy bandicam để tìm mẹ cho mấy lùn lấy forum luôn. Lẹ anh em ra ngoài nè.